Cái chủng này có khả năng bám dính trên cái bề mặt thành ruột của con tôm. Thì chúng ta sẽ đi vào những cái giải pháp của công ty Lanemann trong cái việc mà ngăn ngừa cái bệnh TBD này từ thức ăn cho đến môi trường nuôi luôn. Thì những cái giải pháp của Lanemann hiện tại bây giờ là có những cái giải pháp như sau, đó là riêng về môi trường nước thì chúng ta sẽ có sản phẩm Lasiporam để mà xử lý nước. Sản phẩm này đã xử lý nước và có những cái chủng để xử lý nước, xử lý mụn bã hữu cơ nè, giảm khí độc ammonia nè và ngăn ngừa mầm bệnh đặc biệt là TBD rất là tốt. Và cái sản phẩm vi sinh đường ruột là Lavac Probio để mà bảo vệ và quản lý cái hệ vi sinh đường ruột á. Nó cũng có những cái chủng vi sinh rất là mạnh để mà mình ngăn ngừa cái bệnh TBD, ức chế được VVO và ngăn ngừa cái bệnh TBD. Và cái sản phẩm Lavac Immu để mình tăng cái hệ miễn dịch, tăng cường cái hệ miễn dịch, tăng cái sức chịu đựng, tăng sức khỏe của con tôm lên. Thì những cái thí nghiệm đầu tiên của công ty thì cho chúng ta thấy là mình ứng dụng những cái sản phẩm của công ty vào cái việc mà ức chế VVO gây bệnh TBD, bước đầu là cho kết quả rất là tốt, rất là khả quan. Thì ở biểu đồ này chúng ta thấy là cái VVO parameters khi mà không có những cái sản phẩm bổ sung vào á, đặc biệt là cái chủng mà Pedococcus của công ty Lanemann á, khi mà không có cái chủng Pedococcus được bổ sung vào cái bổ sung vào chung với cái VVO para thì cái VVO para phát triển rất mạnh. Nhưng mà khi bắt đầu có những có sự bổ sung, có sự hiện diện của chủng Pedococcus thì cái VVO para bắt đầu bị ức chế dần, và khi mà mình dùng ở liều cao ở thí nghiệm này dùng ở liều cao thì liều càng cao thì khả năng ức chế càng tốt. Thì chúng ta thấy ở cái lằn xanh đậm á, thì khi mà dùng cái liều cao là ở thí nghiệm này họ dùng tới 60 microlit trong một cái tiếp rất là nhỏ, cái chủng VVO para mà gây ra bệnh TBD á bị ức chế rất là mạnh. Đấy, thì khả năng phát triển bị kém đi rất là mạnh. Thì chúng ta thấy được cái hiệu quả của những cái sản phẩm của công ty Lanemann, đặc biệt ở đây á, chúng ta thấy thí nghiệm này là Pedococcus, và cái chủng Pedococcus này nó có hiện diện trong những cái sản phẩm mà Duy vừa trình bày được vừa rồi á. Thì sang một cái thí nghiệm tiếp theo thì chúng ta thấy là không chỉ một cái loài VVO Pedococcus mà những cái loài khác nhau như là VVO HVA nè, VVO Spendulus gì đó, từ mầm bệnh cho cá cho tới mầm bệnh cho tôm, thì cái chủng Pedococcus này nó có khả năng ức chế rất là tốt. Đấy, thì những cái lằn từ màu cam đến màu xanh hoặc là màu đỏ đó, là những cái chủng VVO nó phát triển khi mà không được ủ với cái vi sinh Pedococcus. Nhưng mà khi mà được ủ với vi sinh Pedococcus ở cái lằn màu xanh lá cây á, thì chúng ta thấy là những cái VVO này bị ức chế rất là mạnh, ức chế hầu như hoàn toàn so với những cái chủng VVO mà nó phát triển một mình, nó không được ủ với cái vi sinh Pedococcus. Thì điều này chúng ta thấy là sử dụng Pedococcus sẽ giúp ngăn rất là nhiều loài VVO. Ở đây là Pedococcus acidilactacy của tập đoàn Lanemann nha mọi người. Thì cái chủng này đã được mua bản quyền và được giữ, cái chủng gốc được giữ ở Viện Pasteur của Pháp, cho nên là mọi người sẽ an tâm về cái hiệu quả và những cái tính minh bạch trên cái chủng. Khi mà so sánh với những cái sản phẩm khác trên thị trường, thì ở đây là chúng ta so sản phẩm Lasiporam của tập đoàn Lanemann và cái chủng Pedococcus của tập đoàn Lanemann và những cái sản phẩm khác trên thị trường và cái đối chứng VVO Pedococcus. Thì chúng ta thấy là riêng về cái sản phẩm Lasiporam là cái đường màu tím nó ức chế cái chủng para VVO para rất là tốt, mạnh nhất so với những cái sản phẩm khác trên thị trường. Sản phẩm A, sản phẩm B đó, cái khả năng ức chế nó không cao bằng cái sản phẩm Lasiporam. Thì Lasiporam này là cái sản phẩm mà để xử lý nước, xử lý môi trường nước của chúng ta. Thì nó bên trong cái là sản phẩm Lasiporam này nó sẽ có những cái dòng bacillus và đặc biệt là cái chủng Pedococcus acidilactacy của tập đoàn Lanemann có khả năng ức chế VVO rất là tốt. Và thêm một cái nữa của cái chủng Pedococcus acidilactacy của tập đoàn Lanemann này là cái chủng này có khả năng bám dính trên cái bề mặt thành ruột của con tôm. Nghĩa là ở những cái hình này là họ chụp trên kính hiển vi điện tử của cái chủng Pedococcus luôn á. Thì họ thấy là những cái chủng này có khả năng tồn tại, sống và phát triển nhân sinh khối bên trong cái thành ruột của con tôm. Thì điều đó có nghĩa là gì? Nó sẽ tạo một cái lớp màng sinh học, nó sẽ tạo một cái lớp bảo vệ sinh học để mà bảo vệ cái thành ruột của con tôm khỏi cái mầm bệnh VVO. Thì từ đó nó sẽ ngăn được cái mầm bệnh VVO xâm nhập vào, bám vào cái thành ruột tôm để mà gây bệnh. Thì nếu mà chúng ta tạo được cái lớp vi sinh bảo vệ như thế thì chúng ta sẽ ngăn được cái sự tấn công của VVO. Thì đây là một số lưu ý để chúng ta thấy là
Khi mà quản lý ao á, thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý như sau. Là đối với cái việc quản lý nước á, thì quản lý ao nuôi á, thì chúng ta phải chuẩn bị nước tốt nè, phải chuẩn bị ao nuôi tốt này trước khi thả giống. Đó. Ngoài cái việc chọn giống tốt thì chúng ta phải chuẩn bị nước ao nuôi rất là tốt, phải đặt kỹ. Và trong quá trình nuôi chúng ta phải giảm hữu cơ lơ lửng, những cái hữu cơ như thức ăn thừa, phân tôm á, phải tìm cách giảm nó đi. Tại vì đó là những cái thứ mà sẽ làm thức ăn cho con vi nó phát triển. Chúng ta phải dùng những cái hệ vi sinh có lợi, những cái sản phẩm vi sinh tốt để mà tạo cái hệ vi sinh có lợi trong nước ao nuôi, và đặc biệt là dùng những sản phẩm vi sinh tốt để mà xử lý những xử lý chất lơ lửng này, xử lý khí độc và xử lý kiểm soát tảo, kiểm soát môi trường nước để ức chế tốt cái VBO, đặc biệt là VBO TBD. Còn về cái riêng về cái con tôm á, thì chúng ta sẽ kiểm soát đường ruột, kiểm soát sức khỏe con tôm, để tăng cường sức đề kháng con tôm này, tăng cường miễn dịch con tôm. Mình sẽ dùng những cái vi sinh tốt có khả năng ức chế VBO tốt để mà ngăn ngừa cái VBO bám vào gây bệnh cho con tôm. Và những cái sản phẩm có khả năng tạo, những sản phẩm vi sinh đó, có khả năng tạo được cái lớp bảo vệ sinh học đó, như là cái sản phẩm Lavac Probio chúng ta, nó sẽ tạo được cái lớp bảo vệ sinh học, nó sẽ ngăn cái VBO bám vào cái thành ruột con tôm, để mà từ đó là nó sẽ ngăn lúc nào trong đường ruột của con tôm nó sẽ cũng có những cái vi sinh có lợi bao phủ cái lớp bề mặt đường ruột con tôm, sẽ ngăn ngừa cái VBO bám vào để gây bệnh. Còn nếu mà chúng ta lên men, ủ men để dùng đó, thì chúng ta nên sử dụng nước ngọt để mà ủ. Và đây là một số chia sẻ mới nhất của công ty, của tập đoàn Lanemann cho chúng ta về cái bệnh TBD, cũng như là khả năng riêng về hiểu biết thêm về cái bệnh TBD này, và những sản phẩm của Lanemann có khả năng ức chế rất là tốt cái bệnh TBD so với những cái sản phẩm khác trên thị trường.